300.000. Vâng. Thôi cái anh họ chỉ lấy cái 300.000. Vâng. Anh không có cái giá trị gì. Chứ anh không có cái giá trị gì. Anh đã nói đi nói lại với em 600.000 anh mới đi. Thì em cũng cái chém gió vậy á. Có tô em chém gió. Anh cấm cái đồ ra gà. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đến với chương trình. Em còn nói là cái nhàn sắc của em không đúng mệnh tệ. Bạn ấy thích bạn là ba em của chúng tôi là gà. Nó một cái lông ấy. Đặc phương hợp với công ty đồng tay promotion từ Việt từ phát sóng vào lúc 21 giờ của bản tượng trên HTV7. Và cũng xin cảm ơn nhà tài trợ chung của chương trình đó chính là điện máy cơ lớn. Và cũng xin cảm ơn Alex Philip Việt Nam đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Nhỏ em mặc một bộ đồ rất ư là đẹp, chúng ta cùng rất ư là gợi cảm của các cặp vợ chồng. Ngày hôm nay em đừng tự em đẹp nhất. Water mới với công thức mát mượt đột phá cùng hương thơm sảng khoái từ đại dương. Cho bạn cảm giác sảng khoái phấn khích. Cuộn trào chất riêng với Xtend Cool Water. Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin tối nay thứ tư ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 khai mạc trong sự kỳ vọng của nhân dân.